Thì hôm nay thì mình có một vị khách đến thăm nhà, thăm gia mộng Thầy Phong. Thì hy vọng là vị khách này cũng qua những cái sự lật mở của Bồ Kiều cũng sẽ giải đáp được rất là nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống của bạn này. Xin được giới thiệu khách mời đầu tiên của thăm gia mộng Thầy Phong số thứ ba này, đó chính là Misa Kim Anh. Hello, hello, xin chào thầy Phong, xin chào tất cả các bạn đang nghe podcast Thông Dong cùng thầy Phong. Và mình là Misa, hôm nay thì Misa đến đây là để được coi bói đó mọi người. Sao ơi, bây giờ không biết là làm khó mới xa xíu được không, bởi vì là nghe đồn hồi xưa học Trần Đại Nghĩa là cũng giỏi lắm. Cũng mười mấy năm rồi. Thử là có nhớ được câu nào trong truyện Kiều Chà, cái này sao không dặn trước vậy ta? không? Phải bất ngờ mới thử thách chứ. Thật ra là đối với truyện Kiều thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái đoạn để mà gọi là mình nhớ tới, nhưng mà thỉnh thoảng á, thì Misa trong đầu vẫn hay lặp lại một cái câu này, đó là từ từ nha, để suy nghĩ nha. Để Phong trước đi. Phong thì khi mà xa tới thì Phong nghĩ ngay cái đầu lòng hai ả Tố Nga. Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân, bởi vì sáng nay Phong vừa gặp luôn cặp Thúy Dạ đúng Kiều rồi. Thúy Vân à. Đúng không? Thì bây giờ thì mình mời Thúy Kiều trước, hy vọng lần sau gần nhất mình sẽ được gặp Chúc cha Thúy mình được là Thúy Kiều luôn ha, nhan sắc ngày hôm nay rồi một Vân. chiếc áo áo lụa nâu sòng đi đến phòng thu không có chuẩn bị gì cả. Với Misa thì nếu mà nhắc về Kiều thì chắc là mình sẽ nhớ đến những cái câu mà về trảy hội trong truyện Kiều, tại vì nó thích những cái câu mà gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, làm cứ mỗi lần đến cuối tuần á là mình tự dưng trong đầu mình nó bộc lên cái câu này, nghĩa là ý là thay đồ đi, chuẩn bị xiêm y đi, xong rồi rủ chị rủ em cùng đi chơi, thì lúc nào Misa cũng nhớ về cái câu này nhiều nhất. Vậy có nghĩa là Misa là một cái người rất là thích gọi là kết nối, đi gặp gỡ mọi người. Nhưng mà Misa có thấy là cuộc đời mình nó có cái điểm gì giống với lại Kiều không? Nó có những cái đoạn thăng trầm hay đặc biệt là về tình cảm đúng không? Bởi vì Kiều nổi tiếng là một cái người mà có cái sắc đẹp và gọi là nghi nước nghiêng thành đi ha. Cho nên là người ta nói là hồng nhan thì bạc mệnh, cho nên là cũng gặp rất là nhiều những trúc trắc, đặc biệt là trong câu chuyện tình cảm. Thì sao có thấy bản thân mình nó giống cái điểm nào ở nhân vật này không? Để gọi là so sánh với lại nhân vật Kiều là mình có cái đoạn nào giống như những cái đoạn trường trong của Kiều hay không, thì Misa nghĩ là Misa không có. Mà nếu hỏi là giống nhân vật nào trong truyện Kiều thì Misa nghĩ là Misa giống Hoàng Thư. Ghen nhiều nha. Giống Hoàng Thư ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử cùng với Misa lật dở bộ tarot Kiều xem là ngày hôm nay cô nàng của chúng ta có thực sự là giống với cái nhân vật Hoàng Thư trong đây không, bởi vì trong bộ Kiều cũng có nhân vật Hoàng Thư xuất hiện luôn, mà để coi coi là sẽ xuất hiện ở khi nào và trong cái trải nào. Thì bây giờ nè, thường xem tarot á sẽ có ba đề tài chính mà gọi là khách mời sẽ cùng được lật dở, đó là tình cảm nè, công việc nè, hoặc là chuyện gia đình. Thì bây giờ không biết Misa đang quan tâm tới vấn đề nào không? Vấn đề nào cũng thắc mắc hết trơn hết đó, mà nếu mà cho hỏi là hỏi tới hỏi hết á. Rồi vậy là cái buổi thật sự cùng cái podcast chúng ta sẽ phải dài 2 tiếng hồ rồi. À, thôi nhưng mà thật ra thì như Misa nói thì nếu mà mình giống thì mình chắc là hậu duệ của Hoàng Thư rồi, nên là chuyện tình cảm thôi đợt này mình bớt hỏi đi, mình hỏi sang một cái vấn đề khác, ví dụ như là bây giờ mình cũng đang quan tâm về công việc, tại vì sắp tới thì Misa cũng một vài dự án dự định. Dự án hả? Thôi bây giờ mình cứ vô bài trước thì Misa sẽ bắt đầu xào bộ bài, Ok. rồi mình sẽ bắt đầu mình vào những dự án luôn. Trong lúc Misa xào bài thì Phong cũng chia sẻ với mọi người thêm một số những thông tin, đó là với thăm dò cùng thầy Phong ở các số á, thì mỗi số Phong sẽ mang đến cho mọi người những bộ bài khác nhau nè, có thể là những khách mời khác nhau nữa mà có thể có cái sự kết nối với bộ bài. Với những người theo chủ nghĩa duy tâm á, thì chắc chắn rằng sự kết nối này nó thần thánh lắm, mà mình hay gọi là duyên lành đấy. Còn với người mà theo chủ nghĩa khoa học hay là duy vật tí xíu thì chắc chắn là những sự kết nối này nó chỉ mang yếu tố tham khảo thôi. Mỗi người giống như là có một người bạn mới mang tên là bài tarot, mình sẽ cùng nhau lắng nghe chia sẻ và cho lời khuyên. Và đừng quên là ở cuối mỗi số thì Phong đều sẽ rút ra 3 tụ bài, mỗi tụ 3 lá, và các bạn hãy tập trung năng lượng và kết nối với bộ bài hiện tại, và Phong sẽ giải đáp ở số tiếp theo. Và hy vọng rằng mọi người ngày hôm nay sẽ cùng kết nối năng lượng với bộ Kiều, cũng như cùng gặp gỡ chia sẻ những cái câu chuyện của nhân vật khách mời như Sài Kim Anh nha. Rồi sao bài chuyên nghiệp quá, cái này là có tiếp xúc với tarot rồi đúng không sai? Thật ra thì cũng nhờ Phong, nhờ cái duyên của bạn mình là Misa cũng có được tiếp xúc với lại tarot, cũng tìm hiểu và cũng có học một khóa căn bản về tarot rồi. Giờ này tự coi cho mình luôn.
Không, ta nói là một nhà không thiên, nếu như mà mình tự coi được thì cũng chắc cũng không cần phải đến đây, cũng không cần phải có quá nhiều thắc mắc trong lòng. Nếu như mà tự giải được cho bản thân của mình nó một cách khách quan á thì ở nhà tự chọn tụ bài rồi, không có cần phải đi ra ngoài nữa. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu trải bài ha. Nãy thấy Misa thì mình sẽ trải bài ra, rồi bây giờ thì Misa có thể bật mí nhẹ nhẹ ha, không biết rằng là dự án sắp tới mà Misa sẽ thực hiện á là dự án gì được không, rồi mình sẽ nói chi tiết được không khi mình trả bài. Thế nên mình cũng có khoảng 2 dự án lớn. Có dự án thì có tầm khoảng đang làm khoảng 4 cái, nhưng mà 2 cái là lớn nhất và đang sắp thực hành. Nó thì thực hiện nó thì cái dự án đầu tiên mà Misa muốn hỏi là một dự án về âm nhạc. Dự án âm nhạc. Dự án âm nhạc. Rồi Phong Yêu giật mình mọi người ạ, mình chơi với bạn mình cũng phải 6-7 năm rồi mà nghe thứ hai từ âm nhạc tự nhiên mình nổi da gà lên hết. Ủa sao vậy? Hát câu đi sao? Hát hả? Dự án âm nhạc thì đâu nhất thiết là mình phải hát đâu. Có nghĩa là không phải là debut. Muốn học, nếu mà Phong muốn thì Minh Sơn, tại Minh Sơn xung quanh thì mọi người cũng có sự động viên là bây giờ mình bước qua tuổi 30 rồi thì mình nên có một cái gì đó đánh dấu cho bản thân mình, ví dụ như là ra mắt một album ca nhạc kỷ niệm tuổi 30 chẳng hạn. Hình như là trong cái gọi là trong cái kho tàng các ca khúc của Việt Nam thì cũng có một cái không nhớ là có một cái MV nó cũng nói về thân phận phụ nữ ở Việt Nam, cũng nói chung là chung chuyên lắm, là cô Tấm á, thì hình như cái MV Anh ơi ở lại cũng là cái Anh ơi MV anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại, đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình cô đơn. Trời ơi, thôi bạn mình ơi, thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ phải nói về cái câu chuyện âm nhạc thiệt là kỹ. Không biết là Không nói chứ nếu mà Misa mà hát được karaoke mà đúng nhịp thôi á là chắc là giờ Misa cũng đâu đó lăm le đi hát rồi. Mà chỉ có buồn cái là đi hát karaoke dù phòng karaoke xịn cỡ nào hát cũng lạc nhịp và nó cũng tới đâu hết. Nên là dự án âm nhạc hôm nay mà Misa muốn hỏi nó là một cái chắc là sắp tới sẽ bật mí mọi người kỹ hơn. Nhưng mà nói chung đó là một cái việc mà mình đang muốn thực hiện, mong muốn mang âm nhạc đến với mọi người. Đầu tiên thì nó sẽ chung chung là như vậy trước đi. rồi bây giờ mình sẽ bóc trước ha, mình muốn hỏi về tương lai tổng quan hay là mình muốn hỏi chi tiết một cái vấn đề cụ thể luôn. Giờ chắc là cho Misa coi tổng quan trước đi, là bây giờ nhìn con đường chung là mình có thực hiện được hay không. Rồi bây giờ mình sẽ bóc ba lá trước ha. Phòng sẽ coi về ưu điểm nè, khuyết điểm cũng như là tổng quan để coi là mình có được những cái khó khăn cũng như cái thuận lợi nào. Rồi À, tiếp. chắc là lần đầu tiên được trải nghiệm bộ kiều đây, bộ này cũng rất là nổi tiếng trong giới tarot. Và Phong xin phép được lật dở lá đầu tiên, xin phép được miêu tả và đọc cho người coi một lá ngược, lá đá, lá cái chết. Đời người đến thế thì thôi, trong cơn âm cực dương hồi khốn thay. Đây là một cái lá mà phải nói rằng là cũng khá là đáng sợ. Nhưng mà thẳng thắn mà nói thì với tarot reader đã xuất hiện á, nó có hai mặt tích cực và tiêu cực nữa. Thì với lá đầu tiên á, thì mình thấy được rằng là chắc chắn là sẽ có những cái trúc trắc, những cái gì buộc mình phải kết thúc hoàn toàn. Tại vì death nó giống như là một sự tái sinh vậy, nhưng trước khi có sự tái sinh đó thì mình phải có những cái sự kết thúc hoàn toàn. Có thể là Misa vẫn đang còn vướng bận ở một cái số những cái dự án, cho nên là mình cũng chưa thực sự mình tập trung hết nguồn lực về tài chính hay là những cái nguồn lực con người vào, cho nên là thực sự là mình phải suy nghĩ tới cái câu chuyện này. Và cái thứ hai nữa là nó mang một cái nghĩa tích cực với cái, tại vì bên đây là ưu điểm ha, bên cái ưu điểm của cái lá này là cái gì, thì tức là một cái sự khởi đầu mới rồi, bởi vì death là kết thúc cũng như là một cái sự khởi đầu mới, thì Phong thấy đó là cái ưu điểm của lá này. Tí xíu nữa Phong sẽ kể chia sẻ nhẹ về cái nội dung của cái trường đoạn nào trong Kiều ha, nhưng mà mình thấy trước mắt ưu điểm là có một cái sự khởi đầu mới. Rồi bây giờ lá ở giữa này, lá trung tâm của mình coi. Sao đọc lên cái hai câu Wow, thơ cái lá này lúc mà lật lên sao thấy rất là đẹp ha, miêu tả sơ sơ một chút. Đây là lá Temperance. Temperance, và nó đang vẽ một cái bức tranh là có một người nam nhân mặc cổ phục cầm quạt ha, xong rồi bên kia là 2 nữ nhân đang ngồi hầu rượu và đánh cờ, nhưng mà trong phong thái thì rất là sang trọng. Thì ở dưới nó có cái câu viết là nó ý nghĩa là dung hợp, chàng dù nghĩ đến tình xa đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ.
Temperance cũng là lá của Misa. Temperance nó là nói về, nếu mà xét về chiêm tinh thì nó là cung nhân mã. Misa là cung nhân mã luôn. Thấy chưa, thấy người có kiến thức về tarot, người ta nói cái gì chưa? Không, cái này nó rất là căn bản thôi. Thì nói chung á, là với lá Temperance nói về bản thân của mình ha. Cái về công việc á, thì là đây là cái lá nó thể hiện cái sự là đôi bên cùng có lợi. Đúng không? Thì mình thấy là bản thân mình cũng nhận thấy được những cái tiềm năng trong dự án này. Và đương nhiên là mình cũng thấy được cái dự án này không chỉ cho mình mà còn cho rất là nhiều người nữa. Cái lá Temperance, cái lá này nói về một cái bối cảnh là Kiều trở về nhà, cả nhà vui mừng mở tiệc tẩy trần và ai cũng ủng hộ cái việc mà Kiều và Kim tái hợp lại, bất kể là Kim đã có vợ rồi và là cha của hai đứa con là lấy Thúy Vân đó. Thì nếu mà Kiều và Kim cùng nhau giao hoan thì Vân sẽ thế nào, cái câu hỏi lúc này chỉ đặt ra như vậy thôi, nhưng mà cuối cùng thì ai cũng biết được là Kiều từ chối và để cho người em có một cuộc sống thật là hạnh phúc, và cả Kiều cũng không muốn là bản thân mình lại vướng vào một cái chuyện tình nữa, mặc dù nó là cái chuyện tình mà được rất là nhiều người ủng hộ. Thì mình cũng thấy được rằng ở đây có cái sự quyết định rất là kỹ lưỡng về cái lý trí. Kiều đã trải qua rất nhiều thứ rồi để hiểu rằng ngày hôm nay mình nên làm gì. Là ở giữa nó về bản thân ha, nó cho thấy rằng Misa cũng đã sẵn sàng để đưa ra được quyết định rồi, và quyết định này là quyết định win-win đối với cùng có lợi. Sẵn ở đây thì mình nói luôn về cái lá chết khi nãy, về cái bối cảnh cái lá đét này nãy mình nói là những cái ưu á, thì cái bối cảnh khúc này là Từ Hải chết và Kiều nhận ra là mình đã bị hồn Tùng Yến lừa. Cô rất là uất hận, xấu hổ và cắn rứt nè, cảm giác như vì mình mà chồng bị cái tai họa đó. Tuy nhiên thì nó lại mở ra cho Kiều một cái hành trình mới. Thì cho nên nãy không có nói là cái việc này nó mặc dù á nha, nó là một cái lá không có được tươi sáng, tuy nhiên nó lại mở ra cho mình một cái cánh cửa mới, vừa là ưu và cũng vừa là khuyết luôn. Cho nên là hy vọng là Misa cũng thấy được là mình sẽ phải cố gắng mình kết thúc hết những cái dự án cũ để mình tập trung vào cái dự án mới hoàn toàn. Và chắc chắn là cái lá thứ ba cũng sẽ được lật dở như bây giờ sau miêu tả nha. Lá thứ ba là một lá ngược, đây là lá bảy tiền ngược. Công nhận là bộ này là vẽ hình rất là đẹp ha, nhìn rất là thu hút. Và trong cái lá này có một cái câu ở phía dưới là nghĩ đi nghĩ lại quanh co, phật tiền sẵn có, mọi đồ kim ngân. Cũng khó giải nha mọi người, mình mới lớp căn bản thôi nên cái phần này cũng phải suy nghĩ nhiều. Lá bảy tiền ngược, đúng rồi, bảy tiền thực ra mà nói thì cơ bản nó là lá đánh giá và nghiệm thu. Đó, nó lại nằm ở cái lá khuyết điểm ha. Mình phải đánh giá lại tí xíu. Thực sự là mình phải nên rõ ràng cho các khoản, đặc biệt là về tài chính, mình là lá tiền mà, thì mình phải đánh giá lại xem là cái nguồn lực tài chính của mình như thế nào. Bởi vì có thể thấy hình như đây là một dự án khá là lớn. Bởi vì mình thấy nó có nhiều yếu tố về con người, nhiều yếu tố về mặt tiền bạc nữa. Và về bối cảnh tí xíu thì cái khúc này á là cái khúc mà Kiều dọn ra khỏi Quan Âm Cát, và Kiều chủ ý muốn tìm một cơ hội thoát khỏi cái vòng kiểm soát của Hoàng Thư. Lúc mà Hoàng Thư đưa vô Quan Âm Cát á, thì là tất cả những cái điều này đều thúc ép Kiều là phải đưa ra cái sự quyết định. Và cái sự dự tính quyết định này nó có một cái là nó phải nằm trong bí mật, nếu không thì sẽ nói chung là kinh động Hoàng Thư và mọi chuyện sẽ bỏ lỡ. Vậy chứng tỏ rằng là về cái chưa có thuận lợi của lá bài này, chứng tỏ rằng là mình sẽ phải cân nhắc tí xíu về tài chính là một. Cái thứ hai nữa là mình hạn chế mình chia sẻ nó. Mình phải tính toán cân đọc thiệt kỹ, bởi vì thực sự có thể đây là một cái dự án nó mang cái tính chất là có lợi nhiều, hoặc là mình sẽ được nhiều từ nó, và nếu mà mình chia sẻ nhiều quá thì có thể là nó sẽ gặp một số những cái trục trặc. Thì với cái trải bài chung của thuận lợi và cái điều chưa thuận lợi nó là như vậy, sao có thắc mắc gì không? Bây giờ mình thắc mắc là mình khi mà làm công việc này cũng liên quan đến một khối lượng nhân sự rất lớn. Thì mình muốn xem là về cái sự mà hòa thuận và sự đồng điệu của những cái người sẽ cùng làm với mình, nó có ổn định hay không, hay là có vấn đề gì, hoặc là có những cái tiêu cực nào đó xảy
ra giữa con người với con người. Mà Sa đang có một cái nhân vật nào mình nghĩ tới trong đầu không? Tức là mình làm việc với người đó, mình không biết là mình có hợp với người đó hay không, thì mình nghĩ tới người đó luôn, thì nó sẽ ra bài rõ hơn. Thì các bạn theo dõi podcast cũng vậy, các bạn khi mà các bạn muốn tập trung năng lượng á, thì các bạn nên cụ thể hóa cái điều mà các bạn mong muốn. Thí dụ như các bạn nghĩ về con người đó, các bạn nghĩ về công việc đó với Musa nãy giờ vậy, mình không nói chuyện chung chung nữa, thì mình sẽ giải bài được rõ ràng hơn và các bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn về đồ bài. Yeah, ok, giờ mình sẽ nghĩ về người đó ha. Mình có hợp tác với người đó và mình có gọi là nhận được cái sự đồng thuận trong cái cách làm việc cho đến cuối dự án hay không? Trước mắt là ba lá. Trải ba lá là cái trải cơ bản nhất mà Phong tin rằng là những bạn nào mà mới tìm hiểu với tarot á, hoặc là các bạn có sở hữu mà chưa có học ở tarot á, cũng nên thử. Mình cơ bản là mình xào bài lên, nếu mà ai mà chưa có học về đổ đầu bài á, thì mình cứ xào một chiều, mình lật lên và đọc hiểu nghĩa của lá bài. Thì đó là cái bước cơ bản nhất của những bạn mới tìm hiểu với tarot ha. Rồi thì Phong sẽ lật dở lá đầu tiên ha. Rồi nó hỏi yes no, thì chắc chắn là lá bài ngược của nó no rồi. Bây giờ mình miêu tả tí xíu về lá bài đi sao. Lá này là lá năm gậy ngược và trong hình là có vẻ như là đây là vẻ thủy kiều, là đang bị năm cái chiếc gậy nó đang giam hãm lại. Nhưng mà về màu sắc của lá bài thì vẫn rất là đẹp nha mọi người. Và ở đây nó có cái câu đó là chém cha cái số đào hoa, gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi. Rồi, thấy là đầu tiên nó cũng nói là với lá ngược đó, nó là một cái sino với mình. Mình chưa biết ha, mình đến lá đầu tiên thì nó có những cái giới hạn, mình cũng thấy được là cái người này cũng có những cái vấn đề, thì mình mới nghĩ tới cái câu chuyện không biết mình có được làm lâu dài với người ta hay không. Lá bài này báo hiệu cho sự không thống nhất trong ý kiến và hành động. Và có thể là bạn đã trải qua những cái cuộc nói chuyện rồi và mình lại thấy rằng có một số cái vấn đề mà mình chưa thống nhất được với họ. Nếu mà hai người đang tranh cãi á, thì bạn nên suy nghĩ kỹ coi là cái chuyện này nó có thiết thực hay không. Và nếu mà được thì bạn nên lùi một bước. Lá này nó lại chia sẻ là như vậy. Về bối cảnh á, thì Kiều lánh nơi rừng núi xa xôi là cũng để tránh xa những cái nghiệp đào hoa của mình. Thế mà người ta vẫn nhận ra Kiều, và nói chung là những cái ngày tháng yên ổn của Kiều nhanh chóng được khép lại. Vậy chứng tỏ rằng là bây giờ hoặc là mình tiếp tục lẩn trốn, hoặc là mình nhào đầu ra, mình mang lấy cái nghiệp này. Thì thẳng thắn mà nói thì nó vẫn là quyết định của bản thân thôi, nhưng mà thực sự mà nói thì lá này nó ngược, nó đang hơi có hơi hướng, nó khuyên mình nên vẫn tiếp tục lùi lại một tí xíu. Có thể là trong cuộc tranh cãi này mình hoàn toàn có khả năng chiến thắng, thế nhưng là có thể là cái người đó vẫn chiếm một cái vị trí quan trọng trong cái công việc này, cho nên là mình nghĩ là mình nên lùi lại tí xíu. Thực ra thì khúc này thì vẫn chưa hợp tác gì với người đó lắm, chỉ mới là có những cái offer qua lại thôi. Lá tiếp theo là lá cho nên ghi là lá đế hiệp, là một hình ảnh một người nam nhưng khỏe mạnh đứng trên thuyền và gọi là cầm mái chèo vượt qua một cái con sóng, mang hình ảnh của một chú ngựa hung hăng. Thì đây là lá Nawan, tương ứng là lá Nawan, và nó có cái câu đó là ngư ông kéo lưới vớt người, ngẫm lời tam hợp rõ mười chẳng ngoa. Đó mà lá này lá ngược chúng ta. Lá ngược luôn là một cái seno, hình như đang có khá là nhiều cái sự trục trặc ở đây. Nhưng mà không sao hết, lá hiệp này á, nó nói về một cái nhân vật là ngư ông. Ngư ông là người được sư giác duyên thuê một năm bằng tiền tạ ơn của Thúy Kiều để cứu chính Thúy Kiều từ sông Tiền Đường. Ông là người có chuyên môn cao, ra tay đúng lúc, đúng người và vô cùng thấu hiểu địa bàn làm việc của mình. Nó ngược, lá này là lá tích cực nha. Mặc dù á, nó là một lá ngược, ý nghĩa nó nô, nhưng lá này là một lá rất tích cực. Người hiểu chuyện đang làm, biết những cái gì, tức là có một cái số lượng kiến thức nhất định. Nhưng mà nó ngược, nó đang chứng tỏ rằng cái người này đang cũng chưa có hài lòng về một số thứ. Cho nên là cái việc của mình đó là phải làm cho ổng xuôi trở lại, bởi vì ổng sẽ cái người có thể hỗ trợ mình rất là nhiều trong cái việc đưa ra những cái định hướng và những cái lời khuyên đúng đắn. Đó. Cuối cùng hy vọng là một cái lá tích cực hơn. Cũng ngược là luôn. Một lá ngược. Khi mà mình hỏi yes no mình ra ba lá ngược. Rồi đây là lá 10 tiền. Trong hình vẽ là một vị, mình cũng không biết là vị nào nữa, mình sẽ mô tả trước nha. Không biết là cái lá này là tác giả là ý là muốn viết về ai. Thì đây là một cái vị tướng ngồi trên trên ghế rất là uy nghi, mà chỉ đây là bức tranh thấy sau lưng thôi. Và phía trước là một người nữ mặc áo này áo gì ta, áo Nhật Bình. Một cái áo Nhật Bình
Và không hiểu tại sao lại áo Nhật Minh ta, tại vì trong truyện Kiều thì đó là ở thời thời nhà Minh, và tại sao mặc cái áo thì rất là giống áo Nhật Minh, và đang tay cầm một cái rương, và phía trước thì có một vị dị sư và một một người phụ nữ lớn tuổi. Đây là lá 10 tiền ngược. Cái lá này nó thể hiện cái sự như thế này nè, thật ra là mình tận hưởng cái thành công của mình, nhưng mà nó phải là tương lai dài cơ. Mình không nên làm cái gì đó nó có kỳ hạn ngắn, bởi vì thực sự là 10 tiền nó thể hiện cho những sự chắc chắn, chắc ăn, làm việc lâu dài, cái nó lâu dài. Cái ngược như vậy nó càng khẳng định rằng là nếu như mình nghĩ rằng mình chỉ làm cái dự án này ngắn hạn, hoặc là mình làm nó ở cái mức vừa đủ thôi, thì chưa chắc là nó lại là một cái sự gì đó nó khôn ngoan. Mình phải có thể là mình thể hiện cho người ta thấy là mình muốn kết nối lâu dài với cái đối tác này, hoặc là cái mong muốn của cái dự án này là về cái tính lâu dài và ổn định của nó, thì nó sẽ là cái hướng cái lá mang tính tích cực hơn. À, đây là bối cảnh là khi mà Kiều báo ân cho sư Giác Duyên và bà quản gia, và với hai người này thì Kiều dành cái sự trân trọng hết mức, thì chúng ta mới thấy là cái lá này còn thể hiện được là mình dùng cái sự chân thành của mình. Và giống như Kiều báo ơn có nghĩa là nó không phải là cái chuyện gì đó ngắn hạn, nó không chỉ là cái chuyện mà anh bánh trả tiền, tôi giúp bạn mà giúp tôi, nó còn là cái chuyện tình cảm. Tại vì rõ ràng là với là một cái cương vị một cái người chơi thân với Sai, thì con cũng hiểu rằng là Sai cũng một cái cô gái sống rất là tình cảm, thì mình tin rằng là mặc dù là chuyện công việc không chỉ kết nối, nhưng mà nếu mà mình thực sự mình mong muốn được kết nối lâu dài thì mình cũng bỏ tình cảm vào chia sẻ để cùng nhau phát triển, thì thực ra mà nói nó sẽ là một cái định hướng tốt đẹp. Và với cái người này thì hiện tại mình thấy nó vẫn đang là mình chưa, nó vẫn đang là chưa, bởi vì ba lá đều là ngược hết, chưa có không nghĩa là không. Chia sẻ mọi người luôn, tarot mang tính định hướng, và thực sự những cái định hướng này đều hoàn toàn có thể thay đổi dựa vào quyết định của mình đưa ra trong những khoảng thời gian khác nhau. Và Phong cũng vừa tư vấn rất là nhanh cho Misa về một cái dự án trong tương lai của Sa, và hy vọng rằng là với những cái lời khuyên ngắn ngắn này thì Sa cũng đã bắt đầu đưa ra cho mình cái quyết định, cũng như là nếu mà với những cái người này đi ha, mình mong muốn được cái nó lâu dài với họ, thì mình cũng có được một số cái định hướng nhất định đó. Không biết rằng là qua cái phần trải bài nho nhỏ ngắn ngắn với 6 lá bài vừa thể hiện ra, mọi người cũng đã được Thiên Phong miêu tả rồi, cũng được Xoa mô tả, cũng như đọc những cái trích đoạn ngắn rồi, thì là mọi người có cảm giác gì về bộ bài, cũng như Xoa thì sao, thấy bộ bài sao, cũng như là thấy được cái sự kết nối nãy giờ như thế nào? Đầu tiên thì mình sẽ thấy là bộ bài này rất là đẹp nha. Về cái chất lượng in cũng khá là giấy khá là cứng cáp, và hình vẽ màu sắc thì bắt mắt, nhưng mà chắc là mình cần phải tìm hiểu thêm kỹ hơn về bộ bài này, hoặc là những cái ý đồ mà tác giả muốn gửi gắm trong đây, bởi vì mình sẽ rất là thích tìm hiểu về những cái trang phục và những về cổ phục, và những cái hình ảnh ở trong đây cũng đang thể hiện về những bộ cổ phục của Việt Nam, thì có vẻ như là sẽ có nhiều thứ đã cần tìm hiểu và mình nghiên cứu kỹ hơn. Thì có thể trong tương lai không biết là bộ này còn bán Việt Nam không ta, còn có bán gọi lên đã sold out chưa ha? Thì cái chắc chắn là Phong với cái niềm yêu thích về tarot của Sa, thì Phong nghĩ là Phong sẽ kết nối Sa với chủ nhân của bộ bài, cái người đã thiết kế lên từ trang phục này, cũng như là bạn họa sĩ chẳng hạn, những cái người mà họ đã cho mình những cái ý tưởng để tạo nên bộ bài. Và nếu mà có cơ hội thì có thể là trong dịp gần nhất thì mình sẽ được gặp gỡ chủ nhân của những bộ bài do chính người Việt sáng tác nên luôn tại Thông Dung Thùy Phong, và hy vọng rằng cũng sẽ được chính tác giả cho cái ý kiến cũng như quan điểm về lý do tại sao mình có thể tạo nên được những cái bộ bài mang đậm phong chất Việt Nam, mặc dù tarot có nguồn gốc từ phương Tây. Còn cái sự kết nối các lá bài thì sao? Sao thấy là sao có kết nối được với bộ bài không? Thật ra nãy giờ mình hỏi hai câu nhưng mà mình thấy là nó cũng không không hẳn là về đưa ra một cái tương lai nào đó tươi sáng cho lắm, nhưng mà đối với mình thì khi mà mình thấy là cái trải bài nó không đưa ra cho mình cái gọi là một cái con đường tươi sáng, thì mình cũng không có vì thế mà mình cảm thấy lo lắng, mà mình sẽ xem đó giống như là một cái lời cảnh báo trước cho mình. À, làm công việc này khi mà hợp tác như vậy thì mình cần phải cẩn thận hơn và suy xét kỹ hơn. Dĩ nhiên là như Phong nói lúc nãy là tarot nó chỉ là một cái cách để chúng ta tham khảo, và như là một người bạn để chúng ta có thể đưa ra cho mình lời khuyên chọn bên nào, yes hay no, hay là phía trước con đường tăm tối ánh sáng, thì nó cũng chỉ dừng lại là một cái cách tham khảo. Và như Misa được biết thì tarot nó không hẳn là mang một tính tiên tri chính xác và đường dài, nó chỉ là ở thời điểm hiện tại và nó tương tác với năng lượng của mình. Nếu như như Misa hỏi những cái câu hỏi nãy giờ thì mình thấy là thật sự là trong thời điểm hiện tại thì mình cũng đang gọi là
chưa có bắt đầu thực hiện chuyên sâu vào cái công việc mình đang mong muốn, thì có thể bài lên nó cũng sẽ có những cái gọi là dao động qua lại, và khi mà mình bắt đầu tiến đến từng bước thực hiện. Và cái quan trọng nhất Sơn nghĩ là vẫn là do ý chí của bản thân mình, do năng lượng của bản thân mình quyết định. Dạ, bên cạnh đó thì Phong cũng muốn hỏi luôn về ý kiến của Sang. Dạo gần đây thì người trẻ họ yêu thích bài tarot rất là nhiều, và có những bạn nghe họ tin tưởng gần như là tuyệt đối về những quyết định của lá bài luôn. Tức là khi mà đưa ra một cái quyết định đó, họ hỏi về cái mong muốn của họ về cái công việc này. Tại nãy giờ mình cũng hỏi về công việc, và tarot nói rằng là bạn không hợp với công việc này đâu, và họ quyết định họ tin tarot và họ ngừng lại cái công việc mà họ đang mong muốn. Thì không biết rằng là Xoa thấy thực trạng mà giới trẻ ngày nay họ bị sa đà vào cái câu chuyện là cái niềm tin quá mức vào một cái điều gì đó mang tính phỏng đoán, thì sao thấy như thế nào, và liệu cái niềm tin đó, cái cơ sở niềm tin đó nó có thực sự đủ đúng đắn để người trẻ họ có thể quyết định hay không? Và riêng với trường hợp này, mình sẽ nghĩ là nếu như mà các bạn chỉ dựa vào tarot và quyết định mọi thứ trong cuộc đời của mình thì nó có vẻ như là hơi vội vã quá, và đang thiếu đi rất là nhiều những yếu tố xung quanh. Như vậy Misa có nói là tarot là một cái để chúng ta tham khảo thôi, một cái phần gì đó để chia sẻ. Và nếu như mà các bạn muốn hiểu hơn về tarot như thế nào thì thực ra đây cũng có thể làm được coi như là một cái bộ môn kỹ năng. Thay vì mình trong trường mình học là những kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói trước công chúng nè, thì mình có thể học thêm tarot như một kỹ năng. Thì khi mà các bạn học cái lớp căn bản á, nó rất là dễ học, không có cần mình phải có trải nghiệm tâm linh, cũng không có cần mình phải có năng lực siêu phàm hay gì đó mới học được tarot. Bởi vì tarot cơ bản là nó sẽ có cái công thức sau, là trên mỗi tấm hình nó có những cái biểu tượng, và chúng ta sẽ học những cái câu chuyện và những cái cách giải biểu tượng đó. Thì khi mà các bạn học tarot rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là bạn sẽ hiểu hơn là tarot đưa cho chúng ta, nó mang đến cho chúng ta cái thông điệp gì. Và ngoài ra thì mình sẽ có một cái cách nhìn nhận khách quan hơn về cái việc là tarot đưa cho chúng ta lời khuyên hay là tiên tri. Thì mình nghĩ là nếu như mà coi tarot quyết định cuộc đời thì nó vội vã quá thực sự. Quá hay, thực sự là ngày hôm nay mình mời Misa đến, lúc đầu định mời làm khách mời để mà mình được giải đoán cái công việc qua những lá bài và với bộ kiều thôi, nhưng không ngờ là Misa cũng đã cho một cái góc nhìn rất là thú vị về việc sử dụng lá bài như một cái cách mình học một cái kỹ năng mới. Thay vì bây giờ mình nói trước công chúng đúng không, mình sẽ học cách để mình kết nối bộ bài, mình tự nói chuyện với chính mình. Sau đó thì mình sẽ học, thứ nhất là mình học thuộc, mình có thêm kiến thức mới chẳng hạn. Và thứ hai nữa là mình có thể tập luyện, mỗi ngày mình rút vài lá bài, mình tập mình nói với lại những người bạn bè của mình, em mình ở đây mình sẽ coi cho bạn đó, mình sẽ giải thích này, giải thích cái kia. Nó như một cái topic để chúng ta nói chuyện với nhau thôi. Và hoàn toàn các bạn có quyền tin tưởng hoặc không, đây là quyền của các bạn. Nhưng mà mình cũng đang góp phần mình chia sẻ cái quan điểm với góc độ là những người cũng đã có một cái khoảng thời gian kết nối bộ bài tarot. Cái đồng ý với sao luôn, cái việc đưa ra quyết định vẫn sẽ là của mình. Các bạn tin tưởng tuyệt đối cũng được hay không cũng được, nhưng mà mong muốn rằng các bạn suy nghĩ thật thấu đáo trước khi đưa ra quyết định. Đừng có để bất kỳ một cái lời khuyên nào, đặc biệt là những cái lời khuyên vô hình này, nó ảnh hưởng tới tương lai của mình. Có thể cái công việc đó các bạn thích lắm nhưng các bạn thấy mình chưa đủ tiềm năng, thì các bạn cố gắng thêm. Nỗ lực là của các bạn. Hy vọng rằng các bạn thông qua cái buổi chia sẻ với Misa cùng với là tham gia một thầy Phong thì các bạn sẽ tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định. Và chắc chắn rằng là ở cuối chương trình thì mình sẽ luôn luôn sẽ là những cái tủ bài bí mật. Ngày hôm nay thì nhờ Misa, khách mời của chúng ta sẽ rút ra 3 tủ bài, mỗi tủ 3 lá. Rất chuyên nghiệp luôn. Tự động gom bài lại sao lại. Và sau đó thì ta giống như là mình sẽ đại diện năng lượng, mình sẽ nghĩ về những cái điều công việc. Tuần này chắc là mình sẽ chia sẻ về công việc và các bạn sẽ tập trung năng lượng cùng với Thiên Phong và Misa nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ về công việc của mình trong thời gian tới như thế nào. Thì sau đó thì Misa và Thiên Phong cũng sẽ đại diện rút ra 3 tụ bài. Mình gọi là tụ số 1, số 2 và số 3. Các bạn đã lựa chọn tụ bài rồi thì chúng ta ghi nhớ, hoặc các bạn chép ra một cái quyển sổ nào đó, tụ 1, tụ 2 hoặc tụ 3. Tuần sau chúng ta sẽ dành cái thời gian đầu giờ để cùng lắng nghe Thiên Phong giải bài ở mỗi tụ bài này. Phong cũng sẽ đọc ra những cái giải nghĩa cũng như là Phong đọc ra cái bối cảnh của tụ bài Kiều, để thứ nhất là mọi người hiểu rõ hơn về cái bộ tarot Kiều này, và thứ hai nữa để mọi người cũng xem là tổng quan công việc của mình trong thời gian tới như thế nào nhé. Và bây giờ thì xin được phép đọc lại, mình sẽ có 3 tụ bài, tụ thứ nhất, tụ thứ hai, tụ thứ ba. Các bạn hít thở thật sâu và tập cái năng lượng, nghĩ đến một con số trong đầu mình, tụ 1, tụ 2 hay tụ 3.
Rồi, các bạn đã có quyết định cho mình chưa ha? Và hy vọng rằng là cái sự kết nối này sẽ mang tới những cái giải đoán cho tương lai gần của mình thông qua những tụ bài mà Tiền Phong Vì Sao ngày hôm nay đã lật dở. Và ba tụ bài sẽ được giải đáp vào tuần sau, cũng vào cái khung giờ quen thuộc, hy vọng các bạn cùng theo dõi. Và tuần sau thì cũng bật mí với các bạn luôn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bộ bài rất là dễ thương. Bộ bài cũng do tác giả người Việt làm nên luôn, tác giả là Trần Nguyễn Anh Minh, bộ bài Thiên Địa Nhân. Và hy vọng rằng bộ Thiên Địa Nhân cũng là một bộ bài thú vị, và chúng ta sẽ cùng nhau lật dở những thông điệp đặc biệt từ bộ bài này. Và các bạn nhớ cùng theo dõi Thông Dâm Cùng Thầy Phong số tiếp theo, chắc chắn rằng là Thiên Phong sẽ cùng lật dở với các bạn những cái điều thú vị, thông điệp cuộc sống, và mong mọi người cũng sẽ có được thật nhiều niềm vui sau khi lắng nghe podcast này nha. Còn bây giờ thì cảm ơn Misa rất là nhiều vì sự hiện diện của bạn trong số khách mời đầu tiên Thông Dâm Cùng Thầy Phong, và chúc cho Misa thật là thuận lợi trên con đường công việc sắp tới, dự án sẽ thành công, và nếu được thì sẽ thấy Misa debut làm ca sĩ cho mình. Thật sự là đang nhắc về lần sau âm nhạc, cái lên bài nó không có tươi tắn liền đâu mọi người, cũng là một cái lời gọi là nhắc nhở âm nhạc phải kỹ lưỡng hơn chút nha. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong số tiếp theo.